cây xương khô hay còn gọi là cây xương cá, cây dao, cây càng cua, cây càng tôm hay là cây san hô xanh. Thảo dược này thì có nguồn gốc từ châu Phi và thường được sử dụng để điều trị các bệnh ngoài da, viêm xoang, đau buốt xương khớp, táo bón. Cây xương khô có chiều cao trung bình từ 4 đến 8 mét, thân thì to, đường kính thì khoảng bằng cổ tay. Cây có nhiều cành, một vòng xung quanh thân. Cành có hình trụ dài, hình dạng tương tự như san hô nên còn gọi là san hô xanh. Lá thì chỉ mọc ở các cành nhỏ, lá hẹp và rụng rất là sớm nên thường rất là hiếm thấy lá. Lá cây thì chỉ dài khoảng từ 12 đến 16 mm, rộng khoảng 2 mm. Hoa thì mọc thành cụm, có bao chung nhỏ, nhị nhiều, nhụy có ba vòi, chẻ đôi, quả nang ít lông, hạt thì nhẵn, hình trái xoan. Cây xương cá thì có vị hơi chua, cay, tính mát, có độc nhẹ, có tác dụng sát khuẩn, khử trùng, tiêu viêm, giải độc, chữa một số bệnh như mụn cốc, bệnh viêm nhiễm và đặc biệt là bệnh viêm xoang thì cây xương khô trị rất là hiệu quả. Toàn bộ cây có thể sử dụng để làm thuốc, có thể thu hái quanh năm, dùng tươi hay là phơi khô đều có thể được. Theo y học cổ truyền thì tác dụng sát trùng, tiêu viêm, giải độc, thuốc sữa, khu phong. Tuy nhiên cần chú ý là khi nhựa cây có độc có thể gây phồng da, gập da, kích ứng da. Vì vậy mà mình cần cẩn thận khi mà mình thu hái thì tránh để nhựa của cây dăng vào mắt hay là da tay, rất là ảnh hưởng đến làn da. Ở Ấn Độ thì nhựa cây xương khô được sử dụng để trị mụn cốc, đau thần kinh, trị ho, đau tay, thấp khớp, đau răng và hen suyễn. Ở Thái Lan thì nhựa cây được sử dụng để trị mụn cốc. Còn ở Trung Quốc thì toàn bộ cây xương khô được dùng để trị nấm ngoài da, thiếu sữa ở phụ nữ sau sinh và trị đau nhức xương khớp. Còn ở Indonesia thì nhựa cây dao cũng được dùng để trị các bệnh ngoài da như mụn mủ, táo bón, bú. Còn ở nước ta thì cành cây dao được dùng để trị viêm xoang, táo bón và một số bệnh ngoài da. Rễ còn được dùng để trị bệnh chỉ, lở loét. Ngoài ra thì một số người còn sử dụng cành tươi để ngâm rượu, chữa đau răng. Bộ phận thường hay dùng đó là cành và rễ thì được dùng để sắc uống. Nhựa mủ của cây thì có độc nên ít dùng, thường để dùng ngoài da để trị mụn cốc. Tuy nhiên cần tránh vùng da gần mắt và các vùng da mỏng. Và sau đây là một số bài thuốc của cây xương khô. Thứ nhất là bài thuốc chữa đau răng, thì dùng khoảng hái khoảng 50g cành cây xương khô, rửa sạch và ngâm trong khoảng 100ml rượu gốc. Khi dùng thì lấy một thìa cà phê cho vào cốc nước và đều và súc miệng. Mỗi ngày thì ngậm khoảng từ 3 đến 4 lần. Thứ hai là bài thuốc trị viêm xoang, thì cây xương khô trị bệnh viêm xoang rất là hiệu quả bằng cách mình xông mũi. Sử dụng khoảng từ 50 đến 10 đốt cây xương khô, thì mỗi cành nó có đốt nhỏ như vậy, mình sử dụng khoảng từ 5 đến 10 đốt như vậy. Mình cắt nhỏ, mình bỏ vào cây ấm, sau đó thì mình đặt lên bếp cho đến khi nước sôi thì mình tắt bếp rồi mình nhấc ấm xuống. Sử dụng một cái ống hay là một tờ giấy, mình quấn lại hình cái ống, một đầu lớn, một đầu nhỏ, một đầu lớn thì mình một đầu lớn thì mình bịt cái vòi ấm lại, còn đầu nhỏ thì mình cho tiếp xúc với cái mũi của mình để dẫn hơi nóng từ ấm sang đến mũi, xong khoảng từ 15 đến 20 phút. Mỗi ngày thì mình xong khoảng 2 lần, từ 15 mỗi lần thì từ 15 đến 20 phút. Thì mình xong được vài lần thì sẽ thấy hiệu quả rất là rõ rệt. Một số lưu ý là khi mình xong thì mình xong ngay khi mà nước vừa bốc hơi, để tận dụng lúc chất mũ còn đậm đặc sẽ rất là hiệu quả nhanh. Vì xong hơi rất là nóng nên ta có thể xong một hít một hơi rồi mình quay mặt chỗ khác, sau đó thì mình xong tiếp. Và một điều lưu ý là mình không nên xông trị viêm xoang bằng cây xương khô cho phụ nữ đang mang thai.